Vào những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao, khiến vi phạm an toàn thực phẩm cũng gia tăng. Đây cũng là thời điểm để gian thương lợi dụng, tung ra thị trường những thực phẩm bẩn, kém chất lượng. Mới đây, tại Đồng Nai, lực lượng chức năng đã phát hiện một kho thực phẩm có 25 tấn sản phẩm không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Trước đó, trưa ngày 16 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Biên Hòa phối hợp với trạm thú y đồng loạt kiểm tra các kho của công ty trách nhiệm hiếu hạn thực phẩm Long Phát, phường Tân Hiệp và phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm gồm thịt gà, thịt bò, nội tạng động vật. Trong đó, nhiều thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối. Số thực phẩm trên đều không có tem nhãn, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan số thực phẩm trên. Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận số thực phẩm trên do công ty mua về bán lại cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố biên hòa và các vùng lân cận để kiếm lời việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật thời gian gần đây thực phẩm kém chất lượng đang lên lỏi vào bữa cơm của gia đình nhà trường doanh nghiệp do đó để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình người dân cần kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn đồng thời nâng cao ý thức đấu tranh dũng cảm tố giác các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm cùng chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn ra khỏi đời sống xã hội đặc biệt trong thời điểm dịp tết dương lịch đang cận kề